Chào anh chị, tôi là Tam Nguyên. Hiện tại tôi đang là tổng thư ký của Hiệp hội Phong thủy Dịch học Thế giới tại Việt Nam. Tôi đã có quá trình huấn luyện và đào tạo trực tiếp trên 2.000 giờ cho trên 30.000 học viên trên toàn quốc về việc ứng dụng các khoa học liên quan đến phong thủy vào cuộc sống để giúp anh chị cải thiện được sức khỏe, cải thiện được gia đạo và cải thiện được tài lộc trong gia đình. Thì anh chị sẽ nhấp ấn vào nút đăng ký phía dưới để tôi có được cơ hội để thường xuyên chia sẻ với anh chị những kiến thức này. Xin cảm ơn. Phong thủy Tam Nguyên xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Em là Đức Trung, trợ lý của thầy Tam Nguyên. Sau rất nhiều những câu hỏi thắc mắc cũng như là những mong cầu của các anh chị về mong muốn được hướng dẫn cũng như rằng là giải đáp những thắc mắc về việc kích hoạt tài lộc cho ngôi nhà như thế nào, cách xác định những phương vị tốt, những phương vị xấu, cách xác định những hướng có vận khí tốt, hướng có vận khí xấu để từ đó đưa ra những phương án về kích hoạt hay hóa giải. Qua những câu hỏi như vậy thì ngày hôm nay Phong thủy Tam Nguyên xin phép sẽ đi vào chi tiết hướng dẫn các anh chị cách kích hoạt tài lộc cho ngôi nhà trong năm 2019 như thế nào. Như các anh chị đã biết, đất thì có vận của đất và trời thì có vận của trời. Mỗi năm vận khí đất trời thay đổi, con người nhỏ bé chúng ta sống trong vũ trụ này dựa vào thiên khí, địa khí mà kiến tạo nên một không gian sống, môi trường sống, cảnh quan hay cách cục để đảm bảo sự hài hòa giữa thiên, địa, nhân khí, cân bằng yếu tố âm dương ngũ hành, từ đó sinh ra hòa hợp, tạo lên tài lộc, sức khỏe và gia đạo bình an. Việc nắm bắt thiên khí, đến hướng hay cách bài trí sắp xếp và sử dụng pháp khí phong thủy để kích hoạt những phương vị tốt lành hay hóa giải những phương vị xung sát là việc vô cùng cần thiết. Theo hành không vi tinh, chúng ta đang ở hạng nguyên của vận 8. Và năm 2019 Kỷ Hợi thì tinh bàn huyền không có kết cục trùng với tinh bàn của đại vận. Tức chúng ta sẽ thấy sao số 8 nhập trung cung. Từ đó phi tinh ra chúng ta sẽ thấy các sao khác nằm ở nhiều vị trí khác nhau, mang lại yếu tố đắc cục hay hung tinh. Dựa trên lòng bàn tay và theo đường lối thiên xích chúng ta có thể suy ra điều này. Sao số 8 nhập trung cung, từ đó chúng ta thấy cửu tử đến tây bắc, nhất bạch quan tinh đến phương tây, nhị hắc bệnh phù đến đông bắc, tam bích thị phi đến phương nam, tứ lục văn xương đến phương bắc, ngũ hành đại sát đến tây nam, lục bạch đến phương đông và thất xích phá quân đến đông nam. Một số cát tinh mang lại vận may và một số hung tinh khác thì mang lại những vận rủi ro và từng phương vị, ảnh hưởng lớn đến cát và hung của gia chủ. Chi tiết về các hung vận khí của từng hướng và phương vị, anh chị theo dõi và luận bàn cùng với Phong thủy Tam Nguyên chúng tôi. Hướng tiếp theo chúng ta bàn đến đó là hướng Tây Nam. Tây Nam có giải độ từ 202,5 độ cho đến 247,5 độ. Năm 2019, hướng Tây Nam được đánh giá là hướng rất xấu, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tài lộc, tình cảm cũng như sự nghiệp của tất cả mọi người trong gia đình. Vì rằng hướng này đón sát khí của ngũ hoàng đại sát tinh là sao xấu nhất trong hệ thống cửu tinh, chủ về những việc không may. Ngũ hoàng đại sát ngũ hành thuộc thổ, trong bát vận thì nó là hung tinh có mức độ nguy hiểm lớn nhất, chủ về những tai nạn bất ngờ, hóa hại mất máu hay mang lại những điều mất mát về tài chính, cái chết, bi kịch, tai nạn, rủi ro bất ngờ và nhiều điều tiêu cực khác. Là sao xấu nhất nên Tây Nam năm 2019 là phía nguy hiểm nhất. Gia chủ nên tránh sinh hoạt, nghỉ ngơi, học tập, gây ra những âm thanh lớn trong khu vực này, hay động thổ, sửa chữa, chặt cây, mọi hoạt động lớn trong nhà đều không nên tiến hành với hướng và cả phương vị này trong năm 2019. Như các anh chị đã biết, năm đồng hoa mai tượng trưng cho yếu tố về ngũ phúc lâm môn, hay vốn dĩ riêng một đồng hoa mai với năm cánh đã tượng trưng cho sự âm dương ngũ hành hài hòa, thì việc chúng ta sử dụng năm đồng hoa mai để dán tại lối cửa nhà theo thứ tự, nguyên tắc đó là đồng đầu tiên sẽ là hình, đồng tiếp theo cũng sẽ là hình, đồng tiếp theo ở giữa là chữ và hai đồng cuối cùng lại mặt hình ngửa ra. Như vậy, để mang yếu tố về hóa giải sát khí cũng như thu trừ yếu tố thổ tinh của ngũ hành đại sát. Vì rằng đồng hoa mai, dĩ nhiên trong đồng hoa mai, ở đây thiết kế với Phong thủy Tam Nguyên nó đã có sự cân bằng giữa yếu tố về ngũ hành. Tuy nhiên suy cho cùng, đồng hoa mai với chất liệu bằng đồng đỏ 999 và sau đó được mạ vàng 18 gra thì đây là một trong những vật phẩm đắc cách mang ngũ hành thuộc kim. Thổ sinh kim chính là yếu tố chúng ta sử dụng, lợi dụng cái việc sinh xuất về ngũ hành của sao ngũ hành đại sát, từ đó làm suy yếu đi tính hung của nó. Với phương vị Tây Nam trong phòng khách, gia chủ nên đặt một chiếc hồ lô ly tinh nhằm thu giữ sát khí và tiết chế đi hung tinh của sao số 5 ngũ hành đại sát. Với thiết kế của hồ lô, như các anh chị đã biết, trong dân gian hồ lô với thiết kế bầu to và miệng nhỏ để nhằm yếu tố thu giữ đi sát khí, thâu thu tài lộc cũng như thâu thu những tạp khí ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Với thiết kế của hồ lô đế tinh, chất liệu bằng gốm mang hành thổ để tương hợp với ngũ hành của thổ tinh. Đồng thời dưới đáy của hồ lô đế tinh được dán 5 đồng ngũ đế, tức 5 đồng xu của 5 triều đại cường thịnh của nhà Trung cổ.
đó là Thuận Trị, Khang Hy, Ung Chính, Càn Long, Gia Khánh mang ngũ hành thuộc kim để yếu tố sinh xuất thổ sinh kim sẽ tiết chế đi bớt hung tinh của ngũ hành đại sát. Khi sử dụng, anh chị tiến hành mở nắp của hồ lô đế tinh và đặt tại phương vị tây nam ở trong phòng khách. Hồ lô đế tinh được các thầy trong hiệp hội phong thủy diệu thế giới phân hội tại Việt Nam cũng như thầy Tăng Nguyên khai quang chỉ chú cũng như xem ngày giờ đặt để anh chị tiến hành sử dụng một cách đắc cách nhất. Và một điều lưu tâm với phương vị tây nam này, năm 2019 gia chủ nhớ đây là phương vị kiêng kỵ, tránh đập phá, tu tạo, sửa chữa dù chỉ đóng một chiếc đinh. Về vấn đề xây dựng sửa chữa nhà năm 2019 đối với hướng tây nam, năm 2019 tuyệt đối không nên xây dựng nhà có trục tọa độ tọa đông bắc và hướng tây nam này, do cả hai yếu tố tọa hướng của nhà đều không đắc cách. Tọa phạm nhị hắc mệnh phù và hướng là hướng tây nam phạm ngũ hành đại sát. Xét theo ngũ sát mà phong thủy Tam Nguyên chúng tôi vẫn căn cứ để luận bàn về khai sơn lập hướng là bao gồm thái tế sát, tam sát, ngũ hành đại sát, mậu kỷ đô thiên và mổ long biến vận sát, thì ngũ hành đại sát luôn là yếu tố sát được chú ý hàng đầu. Đến mức độ sát khí của sao này rất dữ, tuyệt nhiên không nên làm nhà vào những năm mà sao này đến hướng. Việc tu tạo sửa chữa thì ta cũng nên kiêng kỵ để tránh những ảnh hưởng về thị phi, tai nạn hay bệnh tật. Nhưng nếu trong trường hợp bắt buộc phải động đến việc sửa chữa thì ta nên lựa chọn các tháng vượng để tiến hành triển khai, tức là tháng có nhật nguyệt đáo sơn cung và thiên ân quý nhân đáo sơn để làm. Ở đây chúng ta có thể lựa chọn vào các tháng 5, tháng 8 hoặc tháng 10 âm lịch. Tuy nhiên, chi tiết cụ thể chúng tôi khuyến nghị gia chủ nên thông qua sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để nắm được phương án chi tiết cụ thể nhất. Để triển khai được, gia chủ cần đo đạc kỹ lưỡng độ số của hướng nhà và kết hợp với ngày tháng năm sinh của các thành viên trong gia đình để lựa chọn được năm tháng ngày giờ đắc cách ta triển khai động thổ xây mới hay tu tạo sửa chữa. Chi tiết thì anh chị và các bạn có thể liên lạc lại ngay đến số hotline hiện trên màn hình hoặc để lại thông tin họ tên cộng số điện thoại cộng với câu hỏi cần được giải đáp ở ngay dưới phần bình luận, thì đội ngũ trợ lý của thầy Tam Nguyên chúng tôi sẽ liên lạc ngay với các anh chị để tư vấn cụ thể. Xin cảm ơn.